Bạn đang đi qua một khu rừng, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống con đường của bạn. Ngoài ra chỉ có bóng tối và im lặng. Không gian lặng thinh này chỉ bị phá phách bởi tiếng kêu lão xạo dưới chân bạn mà thôi. Nhưng như vậy, bạn nghe thấy tiếng xào xạc ở góc bên trái. Mắt bạn lập tức đảo sang hướng đó, tóc gáy dựng đứng lên. Tiếng động ngày càng rõ hơn, giờ đảo mắt sang bên phải và gần hơn nữa. Tim đập nhanh hơn, nhịp thở gấp gáp, vai bạn co lên để bảo vệ cổ, lưng cũng còng xuống để che chở các cơ quan nội tạng. Trông bạn cứ như một chú chó đang sợ hãi. Đấy là các bản năng động vật của bạn và chúng được kích hoạt nhằm bảo vệ cho các khu vực dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể. Bất thình lình, sinh vật ấy nhảy ra và chộp lấy bạn, một tiếng hét khiếp sợ. Và rồi, bạn xé bộ thiết bị thực tế ảo của mình ra. Bạn đang thoải mái trong nhà nãy giờ, nhưng trải nghiệm vừa rồi quá thật. Cơ thể bạn phản ứng lại với bất kỳ kích thích từ ánh sáng, âm thanh và chuyển động nào. Khi đeo những chiếc kính to sụ ấy, bạn không chỉ bước vào một thực thể khác mà còn nhập vào một cơ thể ảo. Và cái cơ thể trong môi trường này thực sự có thể đánh lừa cơ thể ở thế giới thực đấy. Nhưng dừng lại nào, đừng nhanh nhẩu đâm đầu vào VR. Trò chơi kinh dị không dành cho người mới bắt đầu đâu. Để tôi giải thích nha. Những người mới bắt đầu luôn phải cẩn thận phải không? Hãy bắt đầu đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ dùng một cái ghế để bạn không phải đứng trong khi chơi vì bạn sẽ choáng váng, đặc biệt khi trò chơi này chưa mang tới cho bạn một cơ thể ảo nào. Khi không thấy bàn chân bên dưới, bạn sẽ cảm thấy như mình đang nổi vậy. Khá tuyệt đấy, nhưng bạn cũng sẽ mất phương hướng khi phải nhìn xuống mà chẳng thấy thứ gì giữ lấy thân mình. Có trò vừa không cho bạn một cặp giò nào, vừa ném bạn xuống hố đấy. Phản ứng tức thì của cơ thể là cúi xuống và cố chạm vào sàn nhà. Vâng, bạn vẫn đứng trên mặt đất, trong thế giới thực. Lẽ ra bạn phải cảm nhận được sàn nhà, nhưng cảm giác ấy lại không được truyền đến não. Vậy nên, giờ hãy ngồi xuống nào. Đúng thế, tốt hơn rồi. Chơi trò tàu lượn siêu tốc không? Bắt đầu nào. Khi vừa đeo tai nghe vào, cơ thể thực của bạn sẽ bị choáng ngợp bởi các thông tin đến từ các giác quan. Đồng tử của bạn phải giãn ra để thích nghi với ánh sáng, màu sắc, hình ảnh và khung cảnh tại đây. Dựa vào những gì cảm nhận được ở thế giới ảo này, cơ thể sẽ gửi thông tin đến não rằng mình đang bị mắc kẹt trong một chiếc tàu siêu tốc. Mình thấy đùi, hai tay đặt hai bên và đường tàu uốn lượn ở phía trước. Phần 2 đây, thêm chuyển động nào. Mắt bạn thấy khoang tàu đang lao về phía trước, cảnh quan xung quanh cũng chuyển động theo. Trong thế giới thực, cơ thể bạn sẽ chỉ hơi ngã ra sau một chút, y như lực quán tính. Bạn cảm nhận được khi ngồi trong một chiếc xe thật hay bất kỳ đồ vật đang di chuyển nào vừa mới bắt đầu chạy. Nhưng bạn không hề chuyển động mà vẫn ngồi trên ghế phía trước tivi mà. Tuy nhiên, não bộ không quan tâm và quan trọng hơn là tai trong của bạn cũng vậy. Mắt truyền cho não những thông tin rằng mình đang chuyển động. Vì vậy, não cũng phản ứng tương ứng rằng hãy giữ thăng bằng nhé. Do đó, cơ thể của bạn ngã ra sau theo bản năng nhằm dúi người về phía trước. Tàu bắt đầu leo lên dốc đầu tiên. Tích 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 tích. Bạn dự cảm được chuyện sắp xảy ra đến sau mỗi âm thanh ấy. Khi nhìn sang bên hông, bạn có thể thấy mình đang ngày càng cao hơn vì đường chân trời đang thấp dần đi. Sau đó, bạn nhìn xuống. Ôi, sai lầm lớn. Ôi, chóng mặt thật. Cơ thể bạn đã cảm nhận được rồi. Bạn suýt ngã khỏi ghế. Khi lên cực cao mà không có tay vịn để bấu vào thì phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là cho tôi xuống ngay. Nếu bạn bè hoặc gia đình bạn ngồi đó, chắc họ sẽ cười nổ nhà mất thôi. Nhưng đừng lo, rồi sẽ đến lượt họ và họ cũng sẽ phản ứng không khác gì đâu. Ôi, chúng ta gần lên đến đỉnh rồi. Và dũng cảm lên. Ngồi trên ghế mà cơ thể bạn vẫn chúi về phía trước. Lý do là vì cơ thể bạn nghĩ rằng mình đang bị cái toa tàu đẩy xuống với tốc độ chóng mặt. Chà, giống như thể phần trên cơ thể đang cố ngồi vững, nhưng chiếc xe cứ đẩy phần dưới đi. Hóa ra định luật Newton cũng có hoạt động trong thực tế ảo cơ à. Thậm chí, trước khi bạn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tàu đã lao xuống dốc đầu tiên rồi. Ôi trời, buồn nôn quá. Cơ thể bạn bủn rủn rủ xuống ghế. Đúng vậy, cơ thể không hề chuyển động gì hết, nhưng não tạo ra cảm giác ấy chỉ bằng những thông tin dưới dạng hình ảnh mà mắt nhìn thấy qua kính thực tế ảo. Tâm trí thật quyền năng.
Nhưng đừng lo, bạn sẽ quen với cảm giác này thôi. Nhưng dần, tàu lượn siêu tốc không còn mang lại cảm giác ấy cho bạn nữa. Nếu trước đó bạn chóng mặt và muốn quệ hết ra chỗ ngồi, thì giờ mọi chuyện lại quá đổi bình thường. Bạn có thấy hiện tượng này khi chơi thực tế ảo không? Cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới nha. Và đừng quên gợi ý một số game bạn thích nữa. Tôi cần một số thử thách mới đây. À, nếu quen đến nỗi chẳng còn cảm giác phấn khích nào nữa, thì giờ bạn biết rằng đã đến lúc lên cấp rồi. Bỏ ghế ra, đứng dậy và chém hoa quả nào. Cầm kiếm trong tay, bạn xoay cổ tay và quan sát cũng như luyện tập trước. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu với một trái kiwi nha. Vung tay và trượt. Dù thấy rõ quả kiwi nhưng não bạn vẫn chưa phản ứng đủ nhanh để ra lệnh cho tay giơ kiếm lên đúng lúc. Điều này có nghĩa là kỹ năng phối hợp giữa tay và mắt cần được rèn luyện thêm. Ở thế giới thật, bạn không luyện tập trò này nhiều. Có thể là bạn chỉ dùng tay xua ruồi, đậu trên đầu gối hoặc đỡ lấy đồ vật mà con mèo đang định hất xuống thôi. Trừ khi chơi các trò thể thao với bóng thì tay và mắt mới được luyện tập nhiều. Không chỉ mỗi thể thao mà trò chơi điện tử cũng giúp chúng ta luyện kỹ năng phối hợp tay mắt đấy. Nhưng trong thực tế ảo, thử thách tăng gấp 10 lần. Không đơn giản chỉ là ấn nút để tránh đối thủ tấn công. Trong thực tế ảo, bạn phải di chuyển, vung tay, cúi xuống, nghiêng người, quan sát và phản ứng chính xác. Như thể với sinh vật trong rừng lúc nãy. Ôi, bạn đã không đủ nhanh trong pha hồi nãy rồi. Qua thời gian, phản ứng của bạn sẽ càng nhanh và chính xác hơn. Chỉ trong khoảng nửa giờ, bạn chém hoa quả chính xác với tốc độ của ninja. Hình như bạn tiến bộ và thăng cấp dễ dàng trong thế giới này. Nhưng ngày hôm sau, bạn bắt đầu cảm nhận... Ai, cánh tay tôi, lưng, đuôi nữa sao? Hôm qua, bạn đã luyện tập khá nhiều. Nhớ khởi động cẩn thận trước khi chơi nha. Nếu không thường xuyên luyện tập, các cơ sẽ căng ra và đến khi hoạt động mạnh, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ đau nhức. Tôi biết mà, không phải tất cả các game thực tế ảo đều giống nhau. Có những trò diễn ra rất êm đềm và giúp bạn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Bạn có thể yên tâm cải thiện kỹ năng hội họa và kiểm soát chuyển động của tay nhằm vẽ lên những chi tiết tinh xảo. Còn với âm nhạc, bạn có thể cảm nhận được tiết tấu và nhịp điệu một cách sống động dù trước đó không lâu, bạn chỉ là một chú voi trượt ván. Cho dù bạn chọn loại game thực tế ảo nào đi chăng nữa, thì chúng đều có một điểm chung. Mỏi mắt. Nếu bạn mới chơi các trò này, thì chỉ sau 5 đến 10 phút là mắt có thể bị nhức mỏi. Vì các đồng tử phải giãn nở với sự thay đổi của ánh sáng, mắt bạn phải căng thẳng, nhìn mọi hướng để có thể bắt kịp hoa quả, zombie, bóng chày hay bất cứ thứ gì trong game mà. Và những điều ấy có thể vắt kiệt sức của đôi mắt nhỏ bé kia. Nhưng kỳ lạ là, giống như các cơ, các sự phối hợp và tính cân bằng, mắt của bạn cũng có thể điều chỉnh theo khối lượng công việc. Bạn có thể dễ dàng chơi nhiều hơn 15 phút, nhưng hãy cẩn thận. Chính các game cũng phải nhắc nhở rằng bạn cần nghỉ ngơi. À, các đồng tử không chỉ giãn nở để thích nghi với ánh sáng, mà cả cảm xúc cũng có thể thay đổi kích thước của chúng. Sợ hãi, tức giận, vui vẻ, không chỉ riêng trong thực tế ảo, mà ngoài đời thực chúng cũng như vậy. Khi bạn sợ hãi, đồng tử sẽ to ra để tiếp nhận thêm ánh sáng. Điều này làm cho tầm mắt nhìn sắc nét hơn để bạn có thể quan sát được những mối nguy dù là nhỏ nhất và ứng phó kịp thời. Như vậy, bạn đã sẵn sàng để thử phá đảo trò chơi kinh dị kia chưa? Mua! Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì đừng quên nhấn like và chia sẻ nha. Tiếp theo là một vài video thú vị khác có thể bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấn vào bên phải hoặc trái và luôn đồng hành cùng Soi Sáng.